cái đường đó ta đắp á, cái đường đi bên đó đó. Hả? Cái đường đi bên đó là người ta đắp hả? À, nó nói lại hả? Dạ, lớn lên chứ không có đắp. Ủa, tự đó, tự đội lên. Dạ, hai năm nay lớn lâu luôn. Dạ, hay quá ha. Tự nó dồn lên luôn. Biển không tụt xuống mà nó tự dâng lên à. Ngộ à. Ta đi qua đi lại được không? Đi bộ qua đó. Giờ mình tới cái hòn này là gì? Hết chưa? Hồn này là xa nhất chưa? Hồn này là xa nhất chưa? Ngoài 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 bìa chưa? Ủa trên này nó còn sao đâu xài à? À đào đào tức là đào giếng mà đào tay thào thủ công tròn tròn cái gì, còn khoan cái giếng là khoan cái giếng bơm bơm tay hả? À tức là tính thêm mũi khoan không, tính thêm mít dài khoan thôi, còn có nước không, có nước tùy không. Mưa vậy thôi, tao giết sau không ở bên Nam Du vậy luôn hả? Cái nước đâu đủ xài nhỉ?